trái, khi mà vẫn còn quá nhiều lựa chọn để làm cái này, nhưng mà Rashford treo giỏi. Tổng huấn luyện Garnacho vừa có cho mình có lẽ là một siêu phẩm để đời trong trận thắng Everton với một tình huống xe đạp trộm được. Rõ ràng là bàn thắng đó nó vẫn sẽ còn lưu giữ trong tâm trí chúng ta cho đến ngày hôm nay và rất lâu nữa. Siêu phẩm để đời của Garnacho và hy vọng là với bàn thắng đẹp mắt mà có thể giành Puskas đó sẽ giúp cho ngày hôm nay Garnacho tự tin hơn nữa và anh có thể tỏa sáng. Nay chỉ cần anh đệm bóng vào lưới trống, cần phải móc bóng không cùng đi đâu, đúng rồi, chỉ cần vào không cần phải làm gì nhiều cả trong trận cầu có tính chất quan trọng như này. Lúc sau sẽ làm trận cầu này nó giảm một chút trước sức ép đến từ cổ động viên của Galatasaray. Sự động viên trở lại của lúc sau kịp thời là một sự trở lại rất quan trọng đối với quỷ đỏ. Trong khoảng thời gian mà so béo chấn thương thì chúng ta đã phải vật lộn với cánh trái sử dụng đa lốt rồi gây mũi lông và thậm chí kể cả Amrabat nữa cũng không có cầu thủ nào mang lại sự yên tâm cả khi lúc sau trở lại. Đó là một điều mà chúng ta rất mong chờ. Chúng ta đã được thấy trở lại hàng thủ bốn người quen thuộc từ thời của Ole Gunnar Solskjaer. Đó là Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire và Luke Shaw. Tổng tứ lại là tí nhất trong mùa giải đầu tiên của Ole. Nhưng thậm chí ở thời điểm này nó cũng là một tổng tứ yên tâm nhất. Đặc biệt là trong trận đấu lượt đi, chúng ta đã thấy là Zaha làm khổ Dalot như thế nào. Ngày hôm nay với Wan-Bissaka, khả năng phòng ngự của anh, khả năng xoạc bóng